Lý do con khô lâu này có thể nói và cử động được chẳng qua chỉ vì hắn còn sót lại một chút ý thức sau khi chết mà thôi. Nếu hắn còn sống thì chúng ta tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ thoi thóp hơi thở cuối cùng mà thôi. Lẽ nào chúng ta còn không xử lý được hắn sao? Ồ, cũng có lý lắm. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn có thể đỡ được chiêu thức của mình. Mình không thể coi thường hắn được. Phá giới kích quang kiếm, kết tụ. Nhát kiếm này của ta có thể chặt đứt thiên thạch luôn đó. Ta sẽ đưa ngươi xuống suối vàng an nghỉ nha. Như vậy thì ta cũng đã tính là làm một chuyện tốt rồi. Quả nhiên là không có ý thức nào mà. Muốn dùng ngón tay để đỡ lấy nhát kiếm này của mình, đúng là không tự lượng sức mình mà. Sao? Sao có thể chứ? Thanh kiếm này được Tam Sinh Môn tặng cho ta khi ta lập được công lớn. Cấp bậc của nó có thể xếp hạng thứ 3 trong Tam Sinh Môn luôn đó. Chỉ cần lấy nó ra thì cũng có thể khiến cho vô số cao thủ tranh giành mua. Một thanh kiếm tuyệt thế như vậy, nhưng chỉ với một ngón tay thì đã nghiền nát nó ra thành từng chấm mảnh. Thằng rác rưởi này từ đâu đến vậy? Cứ tưởng ta ngu dại lắm sao? Lúc trước đã đụng phải một tên biến thái thì cũng bỏ qua đi. Bây giờ lại gặp được một tên siêu cấp biến thái này nữa, còn là một tên khô lâu nữa chứ. Tiền bối, ta sai rồi, cầu xin tiền bối tha mạng cho ta. Dựa vào cái gì mà ta phải tha mạng cho ngươi chứ? Tiền bối, ta là Tam trưởng lão Bạch Tuấn của Tam Sinh Môn. Tổ tiên của ta cũng là cao thủ dung đạo cảnh, vẫn mong tiền bối để mặt tổ tiên của ta có thể tha cho ta lần này. Đạo cảnh có xúc đạo, dung đạo, hợp đạo và chứng đạo. Tuy rằng không thể biết cụ thể thực lực của tên khô lâu này là cái gì, nhưng chắc nghĩ cũng là dung đạo cảnh. Đều là cao thủ dung đạo cảnh, cùng lắm cũng phải nể mặt đối phương chút chứ. Dung đạo cảnh sao? Dung đạo cảnh là thứ rắc rưởi gì hả? Cũng xứng để ta đây nể mặt hắn sao? Ngươi nói cái gì chứ? Nếu ngươi dám giết bọn ta thì đồng nghĩa với việc ngươi đã đắc tội đến Tam Sinh Môn và tổ tiên của bọn ta. Tuy rằng ngươi rất mạnh và ăn nói cũng rất kiêu ngạo, nhưng khi ngươi đã thực sự đắc tội với dung đạo cảnh thì e là ngươi vẫn nên suy nghĩ đến hậu quả nhỉ. Vẫn mong ngươi có thể hiểu rõ hậu quả nha. Bên trong đại điện của Tam Sinh Môn, Giang Thành Ngọc đã làm sao rồi? Tổ tiên của Tam Sinh Môn, Trịnh Vũ. Khởi bẩm tổ tiên, hắn đã đến giai đoạn thức tỉnh rồi. Mọi thứ đều đã được tiến hành giống như trong kế hoạch. Rất tốt. Giang Thành Ngọc là con át chủ bài quan trọng nhất của Tam Sinh Môn chúng ta vào lúc bấy giờ, vì để tránh kẻ thù mà đến Phong Vân Tông để hồi phục. Cho tới bây giờ, hai đại đạo môn khác đều vẫn chưa biết sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, một khi hắn hoàn toàn thức tỉnh thì lúc đó cao thủ chứng đạo cảnh không phải là muốn làm gì thì làm ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi sao? Đến lúc đó trực tiếp nuốt chửng hai đại đạo môn còn lại, và thế là Tam Sinh Môn chúng ta sẽ vô địch tại cửu giới này rồi. Đến lúc đó, cho dù hai đại đạo môn đó cầu xin chi viện từ thiên vực thì e là đã không còn kịp nữa rồi. Sau khi vô địch tại cửu giới thì thánh nhân chuyển thế còn không phải sẽ gia nhập vào Tam Sinh Môn của chúng ta sao? Đến lúc đó, một cao thủ chứng đạo cảnh là Giang Thành Ngọc cộng thêm một thánh nhân chuyển thế ở Tam Sinh Môn chúng ta, cho dù có quay về thiên vực thì chúng ta vẫn có thể đi một cách oanh liệt nhất. Chúc mừng tổ tiên nha. Chúc mừng ta để làm cái gì? Vinh dự này là của nguyên cả Tam Sinh Môn, cũng là của tất cả các ngươi. Tam Sinh Môn chúng ta trường tồn mãi mãi. Trường tồn mãi mãi. Trường tồn mãi mãi. He he. Làm người vô địch đúng là cô đơn mà. Trường tồn mãi mãi. Trường tồn mãi. Hả? Tổ tiên đi đâu rồi? Tổ tiên, ngươi không phải mới vừa đe dọa ta sao? Bây giờ ta đã đưa tổ tiên của ngươi đến đây rồi, ta trái lại muốn coi thử tổ tiên nhà ngươi rốt cuộc lợi hại ra sao. Hu hu. Mới về trước còn đang hùng hồ tung hô trường tồn mãi mãi, về sau thì đã bị người ta bắt đến đây rồi. Về trước còn cảm thấy làm người vô địch thì thực sự nhàm chán, bây giờ thì cảm thấy run rẩy khắp người luôn. Mẹ nó, tổ tiên sụp đổ tinh thần rồi. Ăn nói lung tung,
ai là tổ tiên của ngươi hả? Đám phản đồ các ngươi từ sớm đã bị đuổi khỏi Tam Sinh Môn rồi. Các ngươi vốn dĩ không phải là người của Tam Sinh Môn bọn ta. Tiểu bối tham kiến tiền bối oai phong lẫm liệt, đa tạ tiền bối đã xử lý những tên phản đồ của tông môn này giúp ta. Nếu không phải có tiền bối ở đây, thì đám phản đồ này nó không chừng sẽ làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn hơn. Nhớ kỹ, đệ tử của Tam Sinh Môn chúng ta phải mạnh mẽ bất khuất, không bị tiền bạc cám dỗ. Súc sinh quá đi mà. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa ta xem coi. Đa tạ tiền bối đã xử lý giúp những tên phản đồ này giúp ta. Không phải câu này. Ta nói, nếu không phải nhờ có tiền bối, thì đám phản đồ này nhất định sẽ làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn hơn. Tham kiến tiền bối oai phong lẫm liệt. Ừ. Tiền bối, xin thứ lỗi cho ta đã hình dung sai. Do lần đầu gặp tiền bối, cho nên tiền bối có hơi căng thẳng. Suy cho cùng, khi chất của tiền bối mạnh quá, nhất cử nhất động đều để lộ ra sự bá đạo. Điều này càng khiến người ta sùng bái tột cùng. Tiểu bối nhất thời thấp thỏm, cho nên mới dùng từ oai phong lẫm liệt để hình dung tiền bối đó ạ. Đều trách tài văn nghệ của tiểu bối có hạn. Ta thật sự khó có thể nghĩ được từ ngữ đi bày tỏ sự sùng bái và kính phục đến tiền bối. Tóm lại, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiền bối, sự kính nể của ta dành cho tiền bối đã dâng trào cuồn cuộn không ngớt. Có thể gặp được ngài thì đúng là vinh hạnh cả đời của tiểu bối. Đợi ta quy về Tam Sinh Môn, nhất định sẽ phát họa tiền bối, để đệ tử của tông môn kính nể ngài suốt đời. Tất nhiên, tại đây ta cũng phải đa tạ liệt tổ liệt tông của Trịnh gia ta. Cũng không biết đã làm chuyện tốt đẹp gì mà có thể khiến ta gặp được tiền bối. Ngươi, ta lâu rồi mới gặp được người chân thành giống như ngươi vậy đó. Nếu ngươi đã chân thành như vậy, vậy thì sau này cứ ở lại đây đi, đi theo ta lăn lộn nha. Đa tạ đại nhân tôn kính. He he, bảo vệ được cái mạng nhỏ này rồi. Nhưng mà cái tên này ngu thiệt đó. Mình làm tổ tiên ở Tam Sinh Môn bộ chứ đủ sung sướng sao? Lại ăn no rồi đi làm cháu của người khác chứ. Liêu 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 liêu, bây giờ cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Mình cũng phải nghĩ cách chuồn đi mới được. Những người đó thì sao chứ? Đại nhân tùy ý xử lý ạ. Rất tốt. Chào kiếp sau. Ta muốn làm người tốt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn đáng sợ gì vậy trời? Lẽ nào tên khu lâu này đã là đạo cảnh siêu cấp rồi? Cũng may là mình kịp thời định hót, cho nên mình mới có đường sống. Các ngươi đều đi theo ta đi. Xem ra bởi vì mình có từng phản đối Bạch Tuấn tấn công cao nhân này, cho nên ngày ấy mới tha cho mình một mạng. Nhưng đại nhân, dịch chuyển trong chốc lát. Tiểu tử, ngươi qua đây. Ồ, lâu rồi không gặp đại nhân khô lâu. Ta giao mấy tên này cho ngươi, ngươi sắp xếp việc làm cho bọn họ đi. Dân, đại nhân khô lâu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.